Ngày hôm nay bên em sẽ giới thiệu với tất cả các bác một cặp loa lắc 12 đến từ thương hiệu LX Acoustic. Với cái mẫu loa này thì chúng ta có thể ghép dàn karaoke gia đình, quán bar, phòng trà thì rất là ok. Và cái sản phẩm này thì nó sử dụng từ 190 côn 76 check 450. Thì chất âm như thế nào? Thì bây giờ anh em cùng nghe và cảm nhận. Thì chúng ta có thể treo em nhé, treo dọc ở đây có lỗ ốc chồn hết này, anh em về chúng ta phải treo dọc loa, treo lên trần hoặc là treo lên tường đúng không ạ, hoặc là chúng ta phải treo ngang đều được hết, đó, treo ngang đều được hết, đó. đều có ốc treo ngang hết anh em nhé. Và chúng ta có thể để ở trên những cái tủ kệ này, để trên cái tủ kệ này, đó, hoặc là những cái chân loa như thế này rất là ok, treo đều được hết, đó. Thì đây là mẫu loa rất là đẹp. Mẫu loa này quá ok luôn. Đó. Trong cái khoảng tầm 10 triệu đồng em nhé, 10 triệu đồng không gồm phí ship. Các bác được ngay được một cái cặp loa lắc 12 này. Sẽ xem cái thông số bên đằng sau của cái cặp loa này anh em cùng xem. Loa lắc 12 này thì công suất của loa là 400W ở 8 ohm, độ nhạy là 98 dB. Giải tần đáp ứng từ 55 Hz cho đến 19 kHz. Tất cả đều có số series quét mã ID, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Lỗ thông hơi ở đằng sau. Thì anh em quan tâm đến sản phẩm này liên hệ trực tiếp với bên em thôi. Hàng rất là xịn sò anh em nhé. Rồi video em xin dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi.